Vào tù vì lên Facebook giao bán rùa đầu to cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ. Ngày 14 tháng 7, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, công an thành phố Hạ Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Thanh Thủy sinh năm 1997 tại Quảng Ninh vì hành vi tàng trữ cá thể rùa đầu to. Đây là loại được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam cũng như thế giới do bị khai thác buôn bán quá mức. Trước đó ngày 28 tháng 6, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố Hạ Long tiến hành kiểm tra phát hiện Nguyễn Thanh Thủy đang giao bán một cá thể rùa đầu to thuộc nhóm IB trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt tại nghị định số 6/2009 NĐ-CP của chính phủ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Thủy khai nhận đã bắt được cá thể rùa đầu to này trong lúc tắm suối tại khu vực thôn Cài, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù đã tìm hiểu qua mạng internet và biết đây là cá thể rùa đầu to thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ, nhưng vì lợi ích kinh tế, đối tượng vẫn bất chấp đăng tải hình ảnh lên Facebook để giao bán kiếm lời. Sau đó khi có khách hỏi mua với giá 3 triệu đồng, Nguyễn Thanh Thủy giao cá thể rùa đầu to cho khách tại địa điểm thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Hành vi của Nguyễn Thanh Thủy đã vi phạm khoản 1 điều 244 Bộ luật hình sự hiện hành. Theo đó, Nguyễn Thanh Thủy có thể đối mặt với hình phạt từ 1 đến 5 năm tù. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.